Chiều ngày 1 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long đã có chuyến thăm khảo sát tại Bệnh viện Quốc tế City, quận Bình Tân, khi bệnh viện này chi lửa cho hệ thống điều trị y tế công lập, vốn đang đứng trước thực trạng quá tải. Tham dự buổi khảo sát còn có Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Bắc, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn khảo sát đã kiểm tra cơ sở vật chất tại Bệnh viện Quốc tế City. Đã có 5 bệnh viện tư nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh xung phong tham gia mặt trận điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 nhằm chia lửa cho hệ thống điều trị y tế công lập vốn đang đứng trước thực trạng quá tải. Đó là Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàng Mỹ Thủ Đức, Thành phố Thủ Đức, Bệnh viện Triều An, Bệnh viện Quốc tế City, quận Bình Tân, Bệnh viện Xuyên Á Củ Chi và Bệnh viện Đa khoa Nam Sài Gòn, quận 7. Được phân công điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 có triệu chứng tầng 3. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàng Mỹ Thủ Đức là đơn vị đầu tiên xung phong tham gia mặt trận điều trị này.